Ở đây thì mình đang để chế độ đo slope. Đây có mũi tên ha. Nó sẽ đo và bù gốc cho mình nha mọi người. Nghĩa là bây giờ thì mình đang hướng lên thì nó sẽ bù trừ cho mình là 339.8m nha mọi người. Đây mọi người, cái thời gian hiển thị kết quả rất là nhanh, 0.5 giây ha. Và mình đang để chế độ là đo khoảng cách và đo gốc nha mọi người. Gốc là đang là 7 độ ha. Mình đang hướng lên. Đây. Đây và mình đang hướng xuống là âm 1 độ nha mọi người. Âm 3 độ ha. Âm 5 độ. Đo tốc độ ha. Đây. 48 km/h. Đây 47 km/h hả? Đây 50. Và tiếp theo là chế độ scan nha mọi người. Đo nhiều điểm liên tục ha. Thì mình sẽ nhấn giữ vào cái nút đo. Đây. Có thể đo được nhiều điểm khác nhau nha mọi người. Và thời tiết thì đang có sương mù ha. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Hàng Hot Thái Thắng. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến một dòng sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách với giá vô cùng rẻ, người chỉ dưới 2 triệu thôi là mình đã sở hữu cái sản phẩm rất là nhiều tính năng hiện đại ha. Và sản phẩm thì sẽ đến từ thương hiệu Busizan nha mọi người. Đây rất là xịn sò luôn ha. Và sản phẩm sẽ có mã là CKLRF nha mọi người. Và đây hộp đựng của sản phẩm. Thì dòng sản phẩm này thì nó sẽ được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại nha mọi người, như là đo khoảng cách với cái cự ly rất là xa ha. Nó nhờ vào cái hệ thống laser hoàn toàn mới nha mọi người. Và chế độ đo slope bù khoảng cách trong sân góp ha. Đây, một vài ra thì còn có bắt cờ trong sân góp nha mọi người. Đây những tính năng rất hiện đại. Và nó còn hỗ trợ thêm những tính năng như là đo góc, đo liên tục, còn gọi chế độ scan nha mọi người. Và mình có thể đo được tốc độ của những cái phương tiện đang di chuyển nha mọi người. Hay rất là xịn sò ha. Đây. Và mình có thể sử dụng dòng sản phẩm này trong hoạt động như là đo đạc xây dựng, điện lực quân sự, săn bắt hoặc là chơi góp nha mọi người. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn ha. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái cuốn catalog hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đây. Từng chi tiết, từng cái bộ phận luôn ha. Từng cái nút cấu tạo. Đây, màn hình LCD mọi người. Đây, những cái tính năng. Đây. Đo góc ha. Đo liên tục như người, chế độ scan. Đây, đo và bù độ dốc trong sân góp. Đây ha. Và ở đây thì mình sẽ có bảng thông số kỹ thuật nha mọi người. Như là độ phóng đại là 6x ha. Góc nhìn là 7 độ, đường kính lens là 25mm. Đường kính cây mắt là 16mm. Và mình sẽ có laser loại 905 nanomet mọi người, không gây hại mắt và không nhìn thấy ha. Và mình sẽ có hệ tráng phủ đa lớp toàn kính nha mọi người, kính được tráng phủ đa lớp ha. Và pin là CR23V nha mọi người. Và cái thời gian cho kết quả là 0.5 cho đến 1 giây ha, rất là nhanh nha mọi người. Và size số cho mỗi lần đo là cộng trừ 0.5m, size số khi đo góc là cộng trừ 1 độ nha mọi người. Và mình sẽ có cái giải đo tốc độ là từ 0 đến 300km/h ha. Và mình sẽ có khoảng cách đo là từ 5 cho đến 1200 da mọi người, tương đương là từ 5 cho đến 1097 mét ha. Đây rất là xịn sò luôn, nó còn tùy thuộc vào cái vật mình cần đo mọi người. Và trọng lượng của sản phẩm là 144g, kích thước là 110x71x40mm. Và mình sẽ có nhiệt độ làm việc là từ âm 20 đến 50 độ C, độ ẩm làm việc là từ bé hơn bằng 80% ha. Và có cảnh báo pin yếu, có khóa cờ và có thêm chế độ scan đo nhiều điểm liên tục nha mọi người. Đây, rất là xịn sò. Và phụ kiện tiếp theo thì mình sẽ có một cái khăn lau kính mọi người. Đây, rất là mềm mịn luôn. Và một cái sợi dây đeo cổ tay tránh rơi rớt trong quá trình sử dụng ha. Và không thể thiếu một cái cục pin CR2 mọi người, rất là thông dụng trên thị trường, đồng thời thì dễ dàng thay thế khi hết mọi người. Pin này thì cũng có dung lượng rất cao ha. Đây. Và cuối cùng là cái sản phẩm chính chúng ta ngày hôm nay mọi người. Đây, với cái kiểu dáng kích thước rất là nhỏ gọn mọi người. Và thiết kế thì cũng rất là sang trọng và hiện đại ha, có thể sử dụng cho nhiều cái đối tượng như vậy, cả nam và nữ, và nhiều cái không gian như là trong sân góp hoặc là trong những ngành điện lực xây dựng ha. Đây. Và chất liệu của sản phẩm là từ nhựa 2PS và cao su NMR mọi người. Những chất liệu này thì cũng giúp cho sản phẩm có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ 144g thôi ha. Và chất liệu này thì cũng giúp cho ống nhòm có độ bền rất cao mọi người, có thể chịu được những tác động mạnh như là rơi rớt, va đập, nhưng mà cái này thì mình cũng nên hạn chế mọi người. Và nó cũng sẽ được trang bị hai cổng nha mọi người, một cổng phát tia laser và cổng đọc tia laser, một cổng để quan sát ha. Rất là xịn sò luôn. Và phần thị kính đây có thể điều chỉnh được độ nét người, xoay lấy nét và điều chỉnh cân bằng mắt ha. Còn về hệ thống nút bấm thì chỉ có hai nút thôi mọi người, rất là đơn giản luôn. Nút nguồn đồng thời nút đo ha, nút mod chuyển chế độ đồng thời là cái nút chuyển từ mét sang da người, cái đơn vị đo ha. Đây, CK là rep. Ở đây thì mình sẽ có móc dây đeo và một cái cây pin nha mọi người. Đây. Có hướng dẫn cực âm cực dương các kiểu ha.
cài pin vào. Rất là đơn giản mọi người. Đây. Mở nguồn lên thì nhấn nút này ha, đo nhấn nút này luôn nha mọi người. Đây. Đây mọi người, mình vừa đo ha. Một xíu mình sẽ mang ra ngoài trời và mình sẽ test từng cái tính năng nha mọi người. Đây. Mình xin nhắc lại thì nó sẽ có khoảng cách đo từ 5 cho đến 1200 gram rồi, tương đương với 5 cho đến 1097m ha. Nó nhờ vào cái hệ thống laser với bước sóng là từ 900 đến 5 nanomet mọi người. Và size số của sản phẩm là cộng trừ 0.5m ha. Và cái hệ lăng kính thì nó sẽ có cái độ phóng đại là 6x cho hiệu suất quan sát xa rất là cao mọi người. Và đường kính là 25mm, nó sẽ kết hợp với cái góc nhìn 7 độ. Thì mình sẽ có được cái khoảng cách quan sát vô cùng rộng mọi người. Và mình có thể dễ dàng theo dõi những cái mục tiêu và không có bị mỏi mắt hoặc đau mắt khi mà mình quan sát, mình sử dụng trong cái thời gian dài ha. Và đặc biệt thì với cái tính năng slope đo và bù độ dốc trong sân góp, nó sẽ giúp cho mình có được cái kết quả đo với cái độ chính xác rất là cao mọi người. Đây. Hầu hết là sân góp thì đều có sử dụng cái tính năng này ha. Đây. Và ngoài ra thì nó còn có thêm cái tính năng đo góc, giúp cho mình có thể có được những cái kết quả về góc độ một cách nhanh chóng và chính xác người sử dụng trong xây dựng hoặc là săn bắt ha. Và mình sẽ có thêm cái tính năng đo tốc độ phương tiện hoặc là đo tốc độ của động vật đang di chuyển nha mọi người. Và chế độ scan quét liên tục thì nó sẽ cho ra cái kết quả nhiều điểm khác nhau ha. Thì mình có thể sử dụng và dễ dàng theo dõi được những cái khoảng cách của những cái đối tượng đang di chuyển nhanh nha mọi người. Đây. Và đặc biệt thì tất cả cái hệ lăng kính nó đều được tráng phủ đa lớp nha mọi người. Thì nó sẽ giúp cho hình ảnh rất là sắc nét và tươi sáng khi mà mình quan sát trong cái điều kiện môi trường thiếu sáng ha, những cái điều kiện ánh sáng yếu nha mọi người. Và cái màn hình LCD ở phía trong thì nó sẽ có cái độ tương phản rất cao và nó sẽ hiện đầy đủ những cái thông số đo một cách rất là trực quan và sinh động nha mọi người. Và ngoài chế độ slope trong sân góp thì nó còn có thêm cái tính năng khóa cờ nha mọi người. Đây, hỗ trợ tối đa luôn ha. Và kích thước của sản phẩm là 110x71x40mm nha mọi người. Rất là vừa cầm tay luôn. Mình có thể cầm và sử dụng. Ngoài ra thì có thể bỏ vào túi quần, túi áo, ba lô, túi sách ha. Đây, cũng rất là nhẹ mọi người. 144g. Và đây là độ nét kính của dòng nhòm đo khoảng cách Busigan ha. Đây, thì nhìn ở ngoài thì nó sẽ nét hơn gấp mấy lần nha mọi người. Ở đây thì mình đang quay qua cái camera. Đây, tiến hành đo thử ha. Đây mọi người, cái thời gian hiển thị kết quả rất là nhanh, 0.5 giây ha. Và mình đang để chế độ là đo khoảng cách và đo góc nha mọi người. Góc là đang là 7 độ ha. Mình đang hướng lên. Đây. Đây và mình đang hướng xuống là âm 1 độ nha mọi người. Âm 3 độ ha. Âm 5 độ. Âm 8 độ. Và giờ hướng lên là 7 độ. 5 độ. Đây, rất là chính xác luôn. Và chuyển sang chế độ khác nha mọi người. Chế độ đo slope, đo và bù cái độ dốc trên sân nha mọi người. Sử dụng cho đánh góp ha. Đây. Ở đây thì mình đang hướng lên và nó sẽ bù cho mình là 349.6m nha mọi người. Và đo đường thẳng là 313.7m ha, đo thực tế nha mọi người. Đây. Bù độ dốc cho mình. Đây. 28.1 và 7.6 ha. Đây. Đo ngang. Đây. Rất chính xác nha mọi người. Ở đây thì mình đang quay qua cái camera cho nên sẽ ảnh hưởng đi phần nào chất lượng hình ảnh của sản phẩm ha. Và tay thì cũng hơi rung nha mọi người. Đây. Chế độ đo slope rất là quan trọng trong chơi góp và xây dựng nha mọi người. Chuyển sang chế độ khác đó là đo tốc độ ha. Đây. 48 km/h. Không có xe. Đây 47 km/h hả? Đây 50. À, tiếp theo là chế độ scan nha mọi người. Đo nhiều điểm liên tục ha. Thì mình sẽ nhấn giữ vào cái nút đo. Đây. Có thể đo được nhiều điểm khác nhau mọi người. Dễ dàng theo dõi được cái mục tiêu ha. Là mình sẽ chuyển từ mét sang da mọi người. Mình sẽ nhấn giữ nút mod ha. Đây, chuyển sang da, nhấn giữ, chuyển sang mét. Đây, đo góc, đo slope, đo tốc độ. Rất là chính xác nha mọi người.
Đây đo góc đây. 7 độ và 31 313.6 m. Slope. Đây. Cái máy nó sẽ rung lên nha mọi người. Đây ha. Nhìn trực tiếp bằng mắt thường thì nó rất là nét nha mọi người. Đây. Đây. Đây thấy được tòa nhà Bitexco ha, với cái khoảng cách rất là xa. Hơn 2 cây số nha mọi người. Nhưng mà Bitexco thì xa quá không có đo được. À, thời tiết thì đang có sương mù ha. Đây. Đây, 26 km/h, chạy ngược chiều nên chạy rất là chậm nha mọi người. Chạy xe đạp cũng rất là chậm ha. Đây đo độ, đo slope. Rồi mọi người, rất là hiện đại ha. Thì giá thành chưa đến 2 triệu thì mình đã sở hữu một cái sản phẩm với những cái tính năng rất là xịn sò mọi người. Thì nếu như mình có nhu cầu trang bị dòng sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách giá vô cùng rẻ Busizen CKLRF này thì cứ tham khảo trực tiếp sản phẩm, địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nha mọi người. Và bên mình còn cung cấp thêm những dòng sản phẩm đến từ những cái thương hiệu cao cấp khác như là của Busnell của Mỹ mọi người, những dòng Kunut của Ý và Nikon ha. Đây, rất nhiều. Và những dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng, dò kim loại đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng im lặng, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ, những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn, kính hiển vi, những dòng thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro con dây, có dây màn nghị, những dòng camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp và những dòng thiết bị đồng các loại. Và mình xin kết thúc video review dòng sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách Busizen CKLRF tại đây. Và mình nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mà mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ kỹ sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo, hàng công nghệ nào của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi video sau.